Ba xua đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tự học tiếng Khmer của mình. Các bạn sẽ được tìm hiểu nội dung bài tiếp theo trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, là ngày on kia. Merian ti sai sapram, bài số 45. Trong bài 45 các bạn sẽ được học một phụ âm mới, đó là phụ âm giọng o. Đó là phụ âm thô. Nào, các bạn sẽ đi tìm hiểu cùng mình nhé. Rồi, đây là chữ thô nha các bạn. Thô. Thô. Thô là một phụ âm giọng o. Thô. Thô. Sra âm. Đọc là thô âm thùm. 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 Thô âm thùm. Thùm. Là lớn. Thô u thú. Lô xí lý. Thù ly. Thù ly nghĩa là bụi, hạt bụi. Thô su thù. Các bạn nhớ thô su thù có chữ rô với sao em? Thô su thù. So xa xa. Thô su thù. Xa thù. Thô su thù. Thô xìa thìa. Thù thìa. Lưu ý trong từ thù thìa này có chữ rô ở phía sau. Chữ rô ở phía sau. Chữ rô này mình không có đọc phát ra thành âm. Thu thìa. Thoát ít phê. Thoát ông thấm. Thoát sẽ cháy. Thoát ông chấm nó sẽ này. Phê thấm cháy dầm này. Các bạn có thể đọc lại. Thô. 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 Thoát ông thùm. Thùm. Thoát ông thùm. Thùm. Thoát ưu thu. Luật ý ly. Thủ ly. Thoát ưu thu. Xa xa xa. Thoát ưu thu. Xa thu. Thua sụ thu. Thua sĩa thia. Thu thia. Phê thông. Cháy chầm này. Bạn đã xem phần từ và phiên âm và nghĩa của các từ. Thống nghĩa là lớn. Thu lý là bụi. Thu là thiên giảm. Khi mình nói về bệnh tật chẳng hạn, nói như mình có câu là trong ngữ ban thu chia xa xa bơi bởi là bệnh tật đã thiên giảm rồi. Xa thuốc nghĩa là tốt lành. Các bạn thường thường nghe từ xa thuốc nè khi mà các bạn đi chùa. Xa thuốc. Xa thuốc. Thu thia nghĩa là khá giả. Chay nghĩa là ăn. Chay cũng là ăn mà si cũng là ăn. Các bạn có thể tự đọc lại nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc tốt lành. Và mình cũng mong muốn các bạn sẽ cố gắng học để học được tiếng Khmer. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở Merian Ti Sai Sap Pramuay. Som chumriep lia, som okun.